ngược lại như là những cái bài trước mình đã dạy. Đấy, bây giờ chúng ta lại quay lại dựa vào hóa biểu để tìm ra giọng thứ, tìm ra tên giọng đúng không? Đấy, để mình kiểm tra lại xem nó có đúng là pha thăng thứ không. Đấy, thì bây giờ chúng ta lại kiểm tra lại xem đúng là pha thăng thứ không. Dấu cuối cùng lên một đoạn trưởng số một đoạn thứ. Bây giờ xem dấu cuối cùng này, dấu cùng là son thăng đúng không? Đấy, son thăng thì bây giờ đây mình viết nốt son đây cho nó rõ. Đây, son thăng đúng không? Bây giờ số 1 là thứ. Vậy son thăng số 1 là gì đây? Pha mà. Đây có dấu pha thăng đây, đây đây có phải là pha thăng thứ không? Vậy là đúng rồi nhá, chuẩn chưa? Đấy. Vậy chúng ta có pha thăng thứ là mấy dấu đây? Ba dấu thăng, pha đồ son. Thế là từ cái dấu hóa này các bạn có thể tìm ra giọng trưởng một cách dễ dàng. Đây, dấu cuối cùng lên một là trưởng. Đấy, bây giờ trả lại dấu cuối cùng cho nó. À, dấu son đúng không? Đây son. Thì lên một là gì đây? Lên một là si. Đấy, à lên một là la, mình xin lỗi. Đấy, lên một là la đây đúng không? Đấy thì chúng ta có, bây giờ quay lại xem này, pha thăng đô thăng son thăng không có dấu gì ảnh hưởng la thì chúng ta có la trưởng. Vậy ba dấu là gì? La trưởng, pha thăng thứ. Ok chưa? Đấy, rất là dễ. Cái trường hợp dấu thăng rất là dễ. Bây giờ chuyển qua trường hợp dấu dáng nhá. Bây giờ xóa cái này đi. Trả về đô trưởng. Đây. Bây giờ người ta cho hóa biểu dấu dáng thì còn 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 dễ hơn nữa. Đây. Rồi dáng nha. Bây giờ người ta muốn cho một giọng đó là người ta cho giọng la dáng trưởng. La dáng trưởng. Bây giờ chúng ta đi tìm dấu hóa xem la dáng trưởng là mấy dấu. Thì các bạn khi mà các bạn thấy la dáng trưởng các bạn nhìn thấy à trong cái tên mà la dáng trưởng nó có chữ dáng. Nó có chữ dáng thì không thể nào là dấu thăng được đúng không? Loại trường hợp dấu thăng. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét trường hợp dấu dáng. Vậy đây là giọng trưởng đúng không? La dáng trưởng thì bây giờ chúng ta phải xem cái để tìm ra ra giọng trưởng đây này, dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng. Đấy, chúng ta chưa xét trường hợp giọng thứ nhá, bởi vì đây người ta đề bài người ta cho giọng la dáng trưởng. Thì đấy, la dáng thì xác định nó là dấu dáng và trưởng thì có nghĩa là chúng ta phải đi xét trường hợp dáng trưởng. Đấy thì dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng. Vậy bây giờ làm sao để tìm ra dấu gần cuối? Chúng ta lại viết ra thứ tự hóa biểu của các dấu si, mí, la, re, son, đố, fa. Các bạn phải chú ý nhé, đây là dấu dáng thì mình phải viết thứ tự của hóa biểu của dấu dáng nhé, chứ không phải cái thứ tự lúc nãy pha đồ son re là của dấu thăng đâu. Đây phải viết ra, bởi vì đề bài người ta cho dáng trưởng mà, đề bài người ta cho là giọng dấu dáng thì các bạn phải viết thứ tự của dấu dáng để các bạn tìm đúng không? Đấy, chứ không thể viết là thứ tự dấu thăng pha đồ son re là mí xì như vừa nãy được. Vừa nãy là người ta cho dấu thăng thì mình mới viết là thứ tự dấu thăng. Còn đây mình phải viết thứ tự dấu dáng là để tìm. Ok, bây giờ người ta cho la dáng trưởng thì các bạn phải xem là dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng. Thì các bạn suy ra là la dáng trưởng này chính là dấu gần cuối. Đấy, thấy chưa? Dấu gần cuối các bạn bây giờ các bạn đi xem tìm xem ở trong này đâu là dấu gần cuối là la dáng. Thì bây giờ dấu gần cuối đúng không? Các bạn đọc đi. Si, mí, la. À, đây có la rồi. Vậy la dáng này chính là dấu gần cuối. Thì các bạn phải đây xem là đây mới là dấu gần cuối nhá các bạn nhá. Dấu gần cuối thì suy ra các bạn phải thêm cả re này nữa vào nhá. Thì cái dấu la này nó mới là gần cuối. Còn nếu các bạn không thêm re này vào thì la này nó lại trở thành dấu cuối rồi. Thì các bạn sai nhá, bởi vì là nó là dấu gần cuối. Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta có đây chúng ta có la sẽ là dấu gần cuối. Dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng. Thì đây cho la dáng trưởng. Suy ra la dáng trưởng là dấu gần cuối. Thì đây chúng ta có la dáng trưởng đây rồi. Đây chúng ta có la là dấu gần cuối. Bởi vì la là dấu gần cuối thì thành ra là đằng sau đó phần còn phải có một dấu nữa. Vậy chúng ta sẽ lấy đến re này nhá. Thì chúng ta có si bí là re. Ok chưa? Đây si bí là re. Đấy các bạn thấy không? Si bí là re thì la này mới là dấu gần cuối đấy các bạn thấy không? Đây là dấu cuối này, thì đây là dấu gần cuối. Đấy bây giờ các bạn có thể kiểm tra lại. Kiểm tra lại thì xem nó đúng là la dáng trưởng không? Dấu dáng thì dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng. Thì dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng. Đây, dấu gần cuối đây chính là la dáng trưởng rồi. Đúng với đề bài rồi. Đấy thì chúng ta là bốn dấu là chính xác nhá. Đấy, chính xác chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một giọng dấu dáng nữa. Một cái mình sẽ lấy ví dụ đây. Mình sẽ xóa cái la dáng trưởng đi. Bây giờ người ta cho một giọng khác. Đấy, bây giờ cho một giọng khác là một giọng ví dụ như là xem nào. Re dáng trưởng nhá, thử một cái re dáng trưởng đi. Re dáng trưởng. Đấy thì bây giờ lại chúng ta lại đi xét như là
Nhìn ở đây các bạn biết là hóa biểu dấu dáng luôn, bởi vì nó là có chữ dáng đúng không? Rê dáng mà. Rê dáng thì không thể nào là dấu thăng được loại. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét trường hợp dấu dáng. Rê dáng thì đảm bảo nó là dáng rồi. Bây giờ rê dáng lại còn trưởng nữa, chứ không phải thứ nữa nhá. Rê dáng lại còn trưởng nữa thì chúng ta phải đi xét là dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng luôn. Chính là giọng dáng trưởng. Bởi nó không phải là thứ nên chúng ta không xét cái trường hợp là số 2 đốt là giọng thứ, mà chúng ta chỉ xét cái trường hợp là dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng luôn. Vậy dấu gần cuối là dấu rê dáng trưởng. Đây gì? Dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng. Thì chính là rê dáng trưởng đúng không? Thì dấu gần cuối nó chính là rê dáng trưởng. Vậy chúng ta nhìn vào đây để xem cái chỗ nào mà là rê. Si bí là rê đây. Đây chúng ta bắt gặp rê rồi. Vậy rê chính là dấu gần cuối các bạn nhá. Đây là dấu gần cuối thì suy ra là đằng sau nó mới là dấu cuối. Vậy chúng ta sẽ có lấy đến son đấy các bạn nhá. Đây là dấu gần cuối thì thằng này là dấu cuối. Vậy chúng ta sẽ lấy đến son. Ok chưa? Vậy thì chúng ta có mấy dấu? Si mí là rê son là mấy dấu đây? 5 dấu. Đấy. 5 dấu. Đấy, bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem đúng không? Dấu dáng thì dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng. Dấu gần cuối đâu? Đây, dấu gần cuối đây. Vậy chúng ta có dấu gì đây? Rê dáng chính là rê dáng trưởng. Đấy. Ok chưa? Đấy, đấy là trường hợp dễ là đề bài cho chúng ta biết ngay là thăng hay dáng đúng không? Thăng hay dáng. Đấy, bây giờ người ta không cho chữ thăng chữ dáng vào, ví dụ như trường hợp này. Đây cho các bạn thêm một trường hợp. Son thứ. Đây như vừa nãy, son thứ. Vậy trường hợp son thứ này người ta không cho là son thăng thứ, cũng không phải là son dáng thứ. Đấy, bây giờ làm thế nào? Đối với trường hợp mà không có dấu thăng hoặc không có dấu dáng ở trong cái chữ của nó, không có đề trong cái tên giọng là giọng son thứ này không có dấu thăng hay không có dấu dáng, thì chúng ta phải xét cả hai trường hợp. Bây giờ mình cho nó về đấu trưởng nhá. Đấy, chúng ta phải xét cả hai trường hợp, bởi vì là nó không có. Bình thường các bạn nhìn vào, nếu các bạn nhìn vào đây là son thăng thứ thì các bạn biết ngay nó là hóa biểu dấu thăng. Hoặc các bạn nhìn vào son dáng thứ, à nó là dấu dáng. Bây giờ nó là son thứ thì mình cũng chẳng biết nó là dấu thăng hay cũng chẳng biết nó là dấu dáng. Vậy chúng ta phải xét cả hai trường hợp. Bây giờ chúng ta sẽ xét trường hợp dấu thăng trước. Đấy, chúng ta sẽ xét trường hợp dấu thăng trước. Đối với trường hợp dấu thăng đúng không? Đây, bây giờ mình cứ cho nó là dấu thăng đi. Cứ cho nó là son thứ là hóa biểu dấu thăng đi nhá. Đây là mình cứ cho là như thế. Để mình đi xét từng trường hợp một. Đối với hóa biểu dấu thăng thì dấu cuối cùng lên một đoạn trưởng, như đây chúng ta đang có giọng thứ, vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua cái trường hợp lên một đoạn trưởng đúng không? Bây giờ dấu cuối cùng sẽ xuống một đoạn thứ để chúng ta tìm ra son thứ. Vậy là cái dấu gì xuống một để là son thứ? Mình chỉ cần hỏi là cái dấu gì xuống một để là son đã. Vậy la xuống 1 sẽ là son đúng không? Son lên 1 thì là la đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ cần lấy dấu trên xuống thôi. La xuống 1 thì là son. Vậy suy ra dấu cuối cùng chính là la đúng không? Dấu cuối cùng chính là la. Bây giờ chúng ta lại viết cái hóa biểu dấu thăng là fa, đô, son, rê, la, mi, si. Ok chưa? Thì vậy dấu cuối cùng là la thì chúng ta sẽ đến với la, fa, đô, son, rê, la. Đây chúng ta sẽ lấy đến đây. Fa, đô, son, rê, la. Vậy là mấy dấu? 1, 2, 3, 4, 5 dấu đúng không? Bây giờ chúng ta thử cho 5 dấu vào đi. 5 dấu thăng nhá. 4, 5. Đây, ok, 5 dấu thăng. Bây giờ chúng ta đi kiểm tra lại xem đúng là son thứ không? Kiểm tra lại 5 dấu thăng. Bây giờ chúng ta lại check lại, ngược lại này. Dấu cuối cùng số 1 là thứ. Ok, bây giờ dấu cuối cùng đâu? Đây, dấu la, đây nhá. Dấu cùng chính là la đây. Đây, dấu cùng la đây rồi đúng không? La đây rồi. Bây giờ số 1 là thứ này để xem đúng son thứ không nhá. Số 1 là thứ, đúng nó son. Nhưng bây giờ quay lại kiểm tra hóa biểu pha thăng, đô thăng, thôi chết rồi, son thăng. Vậy đây không phải là son thứ mà là son thăng thứ. Vậy so với đề bài thì là sai các bạn nhá. Đấy, nên là chúng ta bây giờ đây là son thăng thứ, bởi vì hóa biểu đó có son thăng đúng không? Thì đây không phải là giọng son thứ như đề bài đã đưa ra. Thì vậy là giọng son thứ này không phải là hóa biểu dấu thăng loại. Ok chưa? Bây giờ chúng ta mình cho nó về đô trưởng đã. Đấy, thì chúng ta đã loại trường hợp là dấu thăng. Bây giờ chúng ta đi xét dấu dáng, chắc chắn nó là dấu dáng rồi đúng không? Nhưng bây giờ để xét xem nó là mấy dấu thì bây giờ chúng ta là xét xem là đối với hóa biểu dấu dáng thì không phải cái này. Bây giờ xóa này đi, không phải hóa biểu dấu thăng thì mình xóa cái thứ tự hóa biểu dấu thăng, xóa cái này đi. Bây giờ mình sẽ viết ra cái thứ tự dấu dáng để mình xét xem nó là mấy dấu nhá. Si bí là
re, son, đố, phà, được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta đi xét hóa biểu dấu dáng. Thì đối với hóa biểu dáng thì chúng ta đang cần đi tìm giọng thứ đúng không? Thì chúng ta phải xét cái trường hợp này, số 2 nốt là giọng thứ. Vậy dấu gần cuối, đây dấu gần cuối này. Dấu gần cuối mà xuống 2 nốt là giọng thứ thì cái gì xuống 2 nốt là giọng thứ? Thì cái gì xuống 2 nốt là giọng thứ? Thì chúng ta hiểu là cái gì xuống 2 nốt là son thứ đúng không? Cái gì xuống 2 nốt là son thứ? Thì vậy chúng ta lấy son thứ lên 2 nốt thôi. Thì son thứ lên 2 nốt chính là cái nốt đấy xuống 2 nốt bằng son thứ đúng không? Đây viết ra cho các bạn hết hình dung nhá. Đây, son thứ đây, ví dụ son đây nhá. Thì cái gì xuống 2 nốt là son? Thì chẳng phải là chúng ta được nốt gì đấy? Nốt C này đúng không? C này xuống 2 nốt thì là son nhá. 1 này, 2 thì chúng ta có son thứ là gì? Thì chính là C đúng không? Thì chúng ta có chính là C đúng không? Đấy. Vậy thì dấu gần cuối chính là giọng dáng trưởng, như đây là đang tìm thứ đúng không? Dấu gần cuối số 2 nốt là giọng thứ. Vậy dấu gần cuối số 2 nốt chúng ta sẽ đi tìm dấu gần cuối số 2 nốt. Vậy chúng ta nãy số 2 nốt chúng ta là son thứ thì cái gì số 2 nốt là son thứ? Nãy chúng ta tìm được C rồi đúng không? Vậy thực ra thì chính là dấu gần cuối chính là nốt gì đây? Dấu gần cuối chính là C. Đây mình viết lại cái nốt tròn nữa. Đây bỏ cái này đi. Đây son này đúng không? Đây cái gì xuống 2 nốt để ra cái nốt tròn? Cái gì xuống 2 nốt là nốt tròn? Thì chẳng phải chúng ta có C đúng không? C xuống 2 nốt thì mới là tròn đúng không? C xuống 1 là la, số 1 nữa là tròn đúng không? Vậy dấu gần cuối lúc này là nốt gì đây? Là C nhá. Dấu gần cuối chỗ này là C. Ok, dấu gần cuối đây là dấu gần cuối. Bây giờ các bạn xem lại cái thứ tự hóa biểu này để chúng ta đi tìm dấu gần cuối. C là dấu gần cuối. Thế đấy, đấy chúng ta bắt gặp ngay nó ở đầu đúng không? Vậy đây là dấu gần cuối. Đây là dấu gần cuối nhưng các bạn phải nhớ là từ gần cuối. Vậy sau nó phải còn một dấu cuối cùng đúng không? Đấy thì chúng ta phải lấy đến hai dấu. Hai dấu thì thằng C nó mới là dấu gần cuối được đúng không? Thì thằng mi này sẽ là dấu cuối cùng và thằng C sẽ là dấu gần cuối. Ok, bây giờ chúng ta hai dấu dáng. Đấy, bây giờ kiểm tra lại. Đấy thì dấu gần cuối. Đây chính là dấu gần cuối đây. Dấu gần cuối này số 2 nốt là giọng thứ. Vậy chúng ta có, đây từ từ đã, mình cho cái dấu. Đấy, đây nha. Dấu gần cuối số 2 nốt là giọng thứ. Để tìm ra thứ mà thì chúng ta phải số 2 nốt đúng không? Vậy C lúc này xuống 1 này, 2, ra son rồi đúng không? Bây giờ kiểm tra lại xem son có ảnh hưởng gì không? C dáng, mi dáng không có son, không có hóa biểu có gì ảnh hưởng đến son. Vậy đáp ứng đề bài chưa? Son thứ. Đấy, nên là khi mà người ta cho giọng mà có người ta cho giọng mà mình để mình tìm hóa biểu ấy, tìm dấu. Đấy thì đối với giọng mà có dấu thăng hoặc dấu giáng thì các bạn tìm rất dễ, nhưng mà đối với giọng mà như giọng son thứ này không có dấu thăng cũng không có dấu giáng. Đấy thì đòi hỏi các bạn phải xét cả hai trường hợp. Đây mình lấy ví dụ nốt một trường hợp nữa nhá, để các bạn có thể là hình dung ra được nó dễ. Mình vẫn để cái hóa thôi. Mình sẽ viết ra cả hai cái đi để các bạn nhớ dễ. Fa đồ son re la mi si. Đây là dấu thăng này. Bên này là hóa biểu dấu thăng, đây là dấu giáng. Đây là dấu thăng, đây là dấu giáng nha. Đây, bây giờ người ta cho giọng pha thứ đi. Đấy, để giữa này nha. Đấy, bây giờ người ta cho pha thứ lại không có dấu thăng hoặc dấu giáng. Nếu mà thăng thì là pha thăng thứ thì chúng ta biết ngay là dấu thăng. Còn nếu là pha giáng thứ chẳng hạn thì biết ngay là dấu giáng. Đấy. Đúng không? Thực ra có pha dáng thứ đấy, nhưng mà nó sẽ vượt quá cái khuôn khổ dấu hóa là 7 dấu, nó sẽ đi sang nhiều hơn dấu hơn đấy. Đấy. Thì cái đấy mình không nói, đây là mình đang chủ yếu tập trung vào để cho các bạn nằm trong khuôn khổ 7 dấu hóa thôi. 7 dấu thôi. Đấy. Thì pha thứ chúng ta lại áp dụng xem. Đầu tiên chúng ta lại đi xét trường hợp dấu thăng. Đấy. Đây là thứ đúng không? Thì chúng ta lại xem dấu cuối cùng số 1 là thứ. Ok, dấu cuối cùng số 1 là thứ. Bây giờ đang đi xét dấu thăng luôn thì chúng ta phải nhìn vào cái thứ tự dấu thăng. Dấu cuối cùng số 1 là thứ. Vậy cái gì số 1 để là pha thứ? Cái gì số 1 để là pha? Đây chúng ta có pha đúng không? Cái gì số 1 là pha? Thì tất nhiên phải là son số 1 mới là pha đúng không? Suy ra son sẽ là dấu cuối cùng, bởi vì dấu cuối cùng số 1 là thứ mà. Dấu cuối cùng đây số 1 là thứ thì son số 1 là pha, thì suy ra là son là dấu cuối cùng đúng không? Son là dấu cuối cùng. Vậy chúng ta đọc đến nào, khi nào gặp son thì dừng lại. Đây, pha đồ son thì son là dấu cuối cùng đây. Ok, bây giờ pha đồ son là 3 dấu đúng không? 1, 2, 3, 3 dấu. Đấy, bây giờ chúng ta đi kiểm tra lại xem đúng là pha thứ không.
Xóa hai cái chỗ này đi. Đấy, đúng là xem đúng là pha thứ không nhá. Đây, dấu thăng. Dấu cuối cùng số 1 là thứ. Bây giờ dấu cuối cùng ở đây là dấu cuối cùng là sao thăng rồi. Sao thăng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta viết sao thăng ra. Dấu cuối cùng là sao thăng đây, dấu cuối cùng đây rồi. Số 1 là thứ, bây giờ son số 1 là pha. Đây, chúng ta được pha rồi. Vậy là pha thứ chưa? Bình tĩnh, bây giờ đi kiểm tra lại hóa biểu. Có dấu pha thăng đây rồi. Vậy đây là pha thăng thứ chứ không phải là pha thứ, đúng không? Mà đề bài cho pha thứ cơ, đây là pha thăng thứ mất rồi. Vậy nó không phải là hóa biểu dấu thăng các bạn nhá. Ok chưa? Không phải hóa biểu dấu thăng. Thì chúng ta bây giờ chỉ còn có là hóa biểu dấu dáng thôi, đúng không? Bây giờ chắc chắn nó là dấu dáng rồi. Vậy mình sẽ xóa luôn cả cái thứ tự dấu thăng này, bởi vì nó không phải dấu thăng nữa. Bây giờ chúng ta chỉ reset là dấu dáng này thôi. Chúng ta sẽ để lại cái thứ tự của dấu dáng này. Ok, đối với trường hợp dấu dáng thì chúng ta lại reset dấu dáng. Thì bây giờ nó là giọng thứ đúng không? Đề bài cho giọng thứ thì dấu gần cuối xuống hai nốt là giọng thứ. Dấu gần cuối xuống hai nốt là giọng thứ. Thì cái gì xuống hai nốt là pha thứ? Pha thứ đây rồi đúng không? Đây là pha thứ nha. Thì cái gì xuống hai nốt là pha? Thì chúng ta có chính là la đúng không? La xuống hai nốt mới là pha chứ. La xuống này, số 1 là son đúng không? La xuống 1 đây, số 1 là son. Xuống tiếp phát nữa là pha, chính là pha đây rồi đúng không? Vậy chúng ta có dấu gần cuối xuống hai nốt là thứ, dấu gần cuối xuống hai nốt là thứ. Xuống hai nốt là thứ. Thế xuống hai nốt là pha thì chúng ta có la. Vậy la chính là dấu gần cuối. Ok chưa? Nhìn vào đây để xem la ở chỗ nào. Đấy, si bí là a la rồi. La đây, la chính là dấu gần cuối. Vậy đây mới là dấu gần cuối, thì dấu cuối là dấu gì? Chính là thằng rê đằng sau nó nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy đến rê các bạn nha. Đấy, chúng ta sẽ lấy đến rê. Vậy là mấy dấu? Si mí là rê là 4 dấu đúng không? 1 1 2 3 4. Đấy, bây giờ ok, chúng ta đi set lại xem đúng là pha thứ chưa nhá. Dấu gần cuối số 2 nốt là thứ. Dấu gần cuối. Đây, dấu gần cuối đây rồi, la nhá, la là dấu gần cuối, bây cho nút la ra đây. Để chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đây la đây rồi. La đúng là dấu gần cuối đây nhá. La bây giờ số 2 nốt là giọng thứ, số 2 nốt đi. 1 2 chúng ta được pha. Vậy đi xét xem có phải là pha thứ không? Si mí là rê. Đấy, không có dấu gì ảnh hưởng đến pha cả thì đó chính là pha thứ. Đấy, các bạn thấy, các bạn hình dung thấy chưa? Đấy, nên là cái phần mà người ta cho dấu hóa để các bạn tìm ra tên giọng thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, mình chỉ cần nhìn dấu hóa xong mình xét cái này là ra ngay. Nhưng khi người ta không cho dấu hóa này, người ta không cho dấu hóa mà người ta cho giọng để các bạn tìm xem mấy dấu hóa thì nó lại khó hơn đúng không? Đấy, như vừa mình vừa đã giảng rồi. Đấy, nhưng đấy đấy có nghĩa là mình đang dạy các bạn để các bạn biết được là cái cách tính của nó là như thế. Còn mình vẫn bảo các bạn là các bạn phải thuộc lầu lầu, thuộc lầu lầu cả hai chiều nhá. Có nghĩa là khi người ta cho dấu hóa ở đây này, mình phải biết nó là giọng gì ngay. Và khi người ta nhắc đến tên giọng một phát là các bạn phải biết giọng đấy mấy dấu ngay. Ví dụ người ta cho ba dấu dáng đây, ví dụ người ta cho ba dấu dáng chẳng hạn nhá, ba dấu dáng mi dáng trưởng đô thứ. Ok, mi dáng trưởng đô thứ. Tiếp theo người ta đây, mình cho trở về cũ nhá, người ta cho pha thứ, pha thứ 4 dấu dáng, si mí là rê, các bạn phải hình dung ra ngay luôn đấy. Pha thứ 4 dấu dáng đấy là có nghĩa là người ta phải cho, ví dụ cho cả hai chiều các bạn không phải đọc được luôn. Ví dụ như là hai dấu dáng si dáng chuyển son thứ, đấy đấy là người ta cho dấu trước hai dấu dáng đúng không, si dáng chuyển son thứ. Nhưng bây giờ lại không cho dấu, người ta lại bảo là thế giọng, ví dụ pha thăng trưởng với dấu đấy, pha thăng trưởng 6 dấu thăng, ok, pha đồ 6 rê là mí đấy, 6 dấu thăng, ok chưa, đây pha thăng trưởng đây. Đấy thì các bạn phải đọc được ra luôn lập tức. Đôi 4 5 đôi 4 6 đây rồi. Đấy. Đây thì các bạn phải đọc phát là pha thăng trưởng là 6 dấu, các bạn phải đọc được ra ngay pha thăng trưởng 6 dấu. Đấy, kiểm tra lại thử. Đấy, lên một dấu cuối cùng đây. Mi thăng đây rồi. Mi lên 1 là gì? Lên 1 là trưởng đúng không? Mi lên 1 chính là pha. Đây có dấu pha thăng thì chính là pha thăng trưởng các bạn nhé. Đấy. Thì khi mà mình vẫn muốn các bạn là các bạn phải nhớ được ngay. Đấy, có nghĩa là khi người ta cho giọng một cái, cho hóa biểu phát là các bạn phải đọc được ra tên giọng ngay. Đấy, ví dụ không có hóa biểu thì dễ quá rồi, đô trưởng la thứ đúng không? Đấy, ví dụ bây giờ người ta cho dấu, cho người ta cho tên giọng. Đấy, người ta cho la thứ thì các bạn biết là nó không dấu hóa thì rất dễ rồi đấy. Có cái mình phải hiểu được cả hai chiều, các bạn hiểu chưa? Đấy.
Đấy, còn cái cách tính thì các bạn phải hiểu nó là tính như thế nào thôi. Còn khi mà vào thực tế, vào bài thì vẫn mình vẫn phải 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 hình dung là mấy dấu là giọng gì và giọng gì là mấy dấu hai chiều, đúng không? Chứ không khi mà người ta đưa bài cho các bạn thì người ta không đợi các bạn là ngồi đợi xem các bạn tính xem đây là giọng gì nữa, đúng không? Chúng ta phải học thuộc lòng, thuộc nằm lòng bàn tay luôn. Đấy. Ok, thì cái bài ngày hôm nay cũng tương đối là dài mà nó cũng hơi 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 là khó hiểu một chút đấy. Các bạn phải 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 chú ý vào nghe thì chúng ta mới biết được là nó là như thế đấy. Thì từ cả những cái bài về sau này mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức mà nó càng nâng cao hơn một chút, để chúng ta mình muốn là khi mà các bạn học hành ấy, thì mình học là phải ra học luôn, có nghĩa mình không có nghĩa là học ra học mà nó phải ra gì luôn ấy. Đấy, chứ không phải là kiểu học nó kiểu thích học một tí kiểu đấy. Mình muốn các bạn học là nó phải chắc kiến thức đấy, bởi vì là có thể là có những bạn không theo âm nhạc chuyên nghiệp nhưng mà các bạn học những kiến thức này mà các bạn nắm chắc thì trình độ các bạn cũng 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 ngang với lại những người mà chuyên nghiệp đấy. Mình thấy là nhiều bạn mà nắm kiến thức tốt ấy, kiến thức âm nhạc của các bạn tốt ấy, thậm chí là có khi là các bạn cũng ngang với lại những người mà được học âm nhạc chuyên nghiệp đấy. Thì mình cũng muốn các bạn là học những kiến thức này nó thật phải là chắc vào đấy. Ok, thì bài hôm nay của mình thì mình tổng kết lại là có những kiến thức đó là như buổi trước thì là mình nhìn hóa biểu, đúng không? Mình nhìn hóa biểu để mình tìm xem giọng gì, nhưng hôm nay mình bổ sung thêm là chúng ta sẽ nhìn giọng để chúng ta tính xem là mấy dấu hóa biểu đấy. Thì ok, mình muốn các bạn là về nhà các bạn có thể xem lại video để chúng ta tập tính cho nó quen đấy. Còn giọng thì các bạn vẫn phải thuộc như mình vừa nói, chúng ta nên thuộc thuộc nằm lòng như thế. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo, và đừng quên subscribe, chia sẻ video giúp mình nhé. Ok, xin chào các bạn.